Cây lốc vân tay xanh. Xin chào bà con và các bạn nha. Chúc bà con và các bạn thật là nhiều sức khỏe ha. Video hôm nay là em sẽ làm về hướng dẫn bà con cách làm sao để mà xử lý cái cây măng của mình nó cứng ha, cứng cáp, to khỏe, không bị ít bị đổ ngã nha bà con. Đó, cây măng của mình ha, bà con xem nè. Đó là cái cây măng này ha. Đó mà con nhìn cái măng nè, nó măng em nè, nó lên này không? Cái này là em sau khi em tỉa nha. Cái này là em tỉa đợt cuối, nó cái này là em xử lý đợt cuối, tỉa đợt cuối để mà khoảng chừng 3 tuần nữa, nó 3 tuần nữa thì em sẽ sức nó thì em sẽ quay video từng em làm cái clip này làm quay từng lúc cho bà con mình xem luôn ha. Đó. Nè, đó bà con thấy không? Cái này là sau một tuần khi tỉa nha. Đó, tỉa đây là tỉa gì là tỉa cây nha bà con, tỉa cây chứ không phải là tỉa hạt nha. Cái cây này của em nó ra được là 2 tháng rồi. Nó 2 tháng khoảng chừng 2 tháng ha. Đó, cây này của em nó được 2 tháng và tỉa, nó là toàn bộ em đã xử lý đã tỉa cho nó. Đó, nó lên cây xong bắt đầu em tỉa nè bà con thấy không? Đó. Em đã cắt hết ha, cắt hết toàn bộ nha. Đó, khi nó lên mình đã cắt hết toàn bộ. Đó, cắt ngang toàn bộ và bắt đầu nó đợi cây măng nó lên. Đó, mình sẽ kích cây măng con lên và bắt đầu mình xử lý thuốc rồi này kia nha bà con. Khi cái đợt này á là khi sau một tuần bà con tỉa thì nó lên được như thế này. Đó, bà con thấy không? Cái này là sau một tuần là tỉa hết hoàn toàn các cây mẹ nha. Đó, trong cái bầu này ha, sau 2 tháng, nó bắt đầu mình tỉa hết toàn bộ đi. Đó, mà tỉa toàn bộ đi là mình bắt đầu cái thời gian này là bắt đầu mình đợi một tuần lễ sau. Đó, bà con phun cho em là cái bio nha. Bio. Đó, cái thằng bio với lại là canxi bo sữa nha bà con. Đó, bà con cứ phun cái canxi bo sữa trước cho em đi. Tại vì thuốc canxi bo á, là nó sẽ giúp cho cái cây của mình nó thứ nhất á, là nó cứng cáp nè. Đó, tại vì cái bên trong canxi bo thì nó giúp cái cây măng của mình á. Cây măng này của mình là nó lên nó cứng nó phượt nó to ha. Đó, để giúp cho nó to. Và sau khi mình phun nó sau tuần lễ là mình phun canxi bo nha, canxi bo nó là xong 3 ngày sau là bà con pha chico ha, chico loại chico năm chủng á, chico đặc ma là bà con tưới cho em nha. Nó mà con tưới lên cho em đây, cái đó là giúp làm gì? Nó giúp để xử lý các cái mầm bệnh này kia ha, xử lý mầm bệnh trên cây măng của mình. Đó, canxi bo. Đó, canxi bo là mình phun đầu tiên ha, là sau 3 ngày sau là bà con tưới cái chico cho em nha. Đó, thì cái nó sẽ giúp cho cái cây măng của mình á, nó cây măng non của mình á nó cứng cáp đó. Và nó sẽ kháng được nhiều cái mà về cái nếu mà chico thì nó sẽ kháng nhiều cái nấm bệnh nha bà con, nấm khuẩn nấm bệnh ha. Thứ nhất là xử lý trong đất luôn nè. Nó xử lý trong đất của mình. Nó quan trọng nhất là xử lý trong đất này kia cho mình và nó trong cái bầu măng của mình nó chuẩn thì nó ra ngoài thì cây măng mình nó chuẩn ha. Cái này là sau một tuần đó bà con nè, nhìn nè, nó cây măng bên em ha, cây nào như cây đó chuẩn nha. Đó bà con thấy chưa, sau một tuần khi em tỉa nè là bắt đầu nó đâm đều lên hết trơn nè. Đó, cái này là thêm 3 tuần nữa, nó là 3 tuần nữa là em sức ha, 3 tuần nữa là chuẩn luôn là em sức nha. Đó bà con thấy chưa, đây nó nhìn từng cái cây măng nó búp măng nó lên nè, nó to thấy mà bà con thấy nó to chuẩn chưa. Đây cây nào như nó xanh mướt to ha. Và lúc này thì cái cây măng của mình nó cực kỳ cứng cáp luôn. Nó sau cái đợt này thì cây măng của mình nó cứng lắm. Nó cứng nó chuẩn, nhưng ý nói là cứng này là nó mưa gió này kia nó cũng hạn chế được cái đổ ngã thôi mà con. Ví dụ như ở đây thì nó không đổ ngã này kia nha. Chứ ví dụ như mà đưa nó thằng liễu nha, thằng liễu mình trồng ra ngoài thì bắt buộc mình phải căng dây này kia mà con. Nó mình lấy dây đỡ cho nó nè, tại vì cây măng này nó thuộc về họ liễu, thằng liễu, cho nên bắt buộc nó là mình phải căng dây này kia đỡ chống đổ ngã cho nó nha. Nó cứng cáp là cứng cáp như thế này nè. Nó có nghĩa là trên cái bầu này mà cứng cáp cho mưa này kia nó cũng không đổ ngã được cho nó nha. Nhưng mà khi mình trồng này kia thì bắt buộc mình phải lấy dây. Bà con thấy chưa? Này em quay từng cái bụi măng, từng gốc măng cho bà con mình xem luôn nha. Đó, nè. Đó, sau một tuần. Đó, sau một tuần này là một tuần khi mà em tỉa nó ha. Đó, bà con thấy chưa? Đó, quá là đẹp luôn, chuẩn luôn. Cái này là khoảng chừng thêm 3 tuần nữa, từ 2 đến 3 tuần. Đó, khoảng từng 14 ngày. 14 15 ngày, nó đến 20 ngày. Đó, nữa là ok là tụi em sẽ sức ha. Đó. Cái này thì em hướng dẫn với lại á là khi bà con mình trong cái giai đoạn này thì bà con mình có thể mà xịt phun thêm á, phun thêm cái phân bóng lá cho nó nha bà con. Đó, phân bóng lá nó như là MB3, nó MB3 nó sẽ giúp kích thích cái bộ rễ cho cái cây măng này. Quan trọng nhất là cái cây măng là nuôi bộ rễ nha bà con. Đó, bà con thấy chưa? Nè, nhìn cái trong bầu mà cái bụi măng nó to như thế, cái cây măng nó to như thế này luôn nè. Đó. Đó, bà con thấy chưa? Đều hết á ha. Nên là mới vừa xử lý tỉa xong là xong một tuần nha bà con. Đấy, đây ha. Đó, bà con thấy chưa?
chịu hết luôn ha. Đó, vài phút luôn. Ừ, cái này xử lý hết luôn. Rồi sau khoảng chừng đợt này thì cái này là mới vừa phun xong ha, mới sau một tuần thì mới vừa phun canxi bo. Đó, em mới xử lý canxi bo sữa này kia xong, với lại mình làm cỏ này kia cho nó sạch sẽ ha. Đó. À, phun canxi bo để giúp cho cái cây mình nó cứng cáp, nó không đổ ngã nha. Đó. Và sau 3 ngày đó, canxi bo, sau một tuần khi mình tỉa thì mình phun canxi bo, và tiếp tục 3 ngày sau là một là tưới ha, pha với chico đặc ma tưới cho nó loại 5 chủng á. Đó, là tưới cho nó cho em, hoặc là không thì mình có thể phun. Đó, còn nếu thấy thường thường thì mình tưới nó tốt hơn ha, mình pha với nước trực tiếp mình tưới luôn. Thì nó sẽ xử lý các cái nấm khuẩn này kia trên cái bầu ôm của mình, và cái cây của mình nó sẽ kháng lại, nó kháng lại mấy cái loại nấm này kia, thì nó rất là tốt cho cây măng của mình luôn ha. Ừ. Tiếp theo ha, tiếp theo luôn. Thì sau khi mình xử lý cái thằng 3 ngày đó, là mình xử lý cái thằng chico á để nó chống nấm này kia. Đó. Thì bà con có thể tiếp tục là bà con có thể phun phun phân bón lá MB3 nha. MB3 để kích bộ rễ, nó kích này kia bộ rễ này kia cho nó. Còn cái giai đoạn đầu á, cái giai đoạn đầu trong 2 tháng đầu thì đã xử lý các cái vaccine thực vật với đại thuốc kháng bệnh này kia hết rồi. Cái thời gian này là mình kích ha. Thời gian này là mình chỉ kích cái cây. Kích cây thứ nhất là mình giúp cho cái cây nó cứng cáp nè. Nó bộ rễ ra mạnh nè, chuẩn để mình sức thôi. Còn lúc đầu thì mình đã xử lý hết rồi ha bà con. Đó, bà con nào có quan tâm tâm á thì em sẽ comment đi ha. Em sẽ làm một cái video chuẩn từ lúc mà làm từ cái bầu ôm luôn, từ cái hạt luôn. À, từ bộ ôm ra hạt rồi cái xử lý quá trình xử lý vaccine này kia làm sao nha. À, vaccine cho thực vật làm sao, rồi xử lý nấm bệnh này kia làm sao. À, rồi lúc tỉa này kia làm sao luôn ha. À, em sẽ làm một cái video riêng đó, nếu bà con mình có nhu cầu thì cứ comment lên dưới đây em sẽ làm ha. À, bên em thì chuyên cung cấp cây giống măng tây xanh nha bà con. Chuyên cung cấp cây giống măng tây xanh chuẩn F1 của Mỹ luôn ha. Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cái cây măng tây này ha bà con. Ừ. Thì em tiếp tục thì một chút em sẽ quay tiếp cho bà con mình xem sau một tuần lễ tiếp theo nó như thế nào ha.